Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký hỏa tốc ban hành chỉ thị về tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh yêu cầu tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, huy động toàn bộ hệ thống chính quyền các cấp vào cuộc, đảm bảo kiểm soát hiệu quả, không để dịch lây lan ra diện rộng, chống dịch COVID-19 với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng, tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Tất cả các đơn vị từ thành phố đến quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn phải rà soát lại các phương án phòng chống dịch, nâng công suất, năng lực về truy vết, cách ly, xét nghiệm, điều trị, chuẩn bị sẵn sàng trong tình huống dịch bệnh lan rộng. Đến 11 giờ ngày 6 tháng 5, thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận thêm 4 trường hợp mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Trong đó, 2 trường hợp liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Tại Đông Anh, một bệnh nhân là nữ, 44 tuổi, đi chăm mẹ ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Tại huyện Sóc Sơn ghi nhận 3 trường hợp. Trong đó, 2 trường hợp là NTT, 35 tuổi và HTG, 1 tuổi ở Mai Đình, huyện Sóc Sơn, là F1 của bệnh nhân làm ở cơ sở chăm sóc sức khỏe Hoa Sen, Vĩnh Phúc. Một trường hợp, bệnh nhân nữ 61 tuổi ở Tân Long, Việt Long, huyện Sóc Sơn, làm mẹ đi chăm con gái ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Đến trưa ngày 6 tháng 5, Bộ Y tế cho biết có thêm 8 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, nâng số ca mắc tại đây lên 22 ca. Thông tin 8 ca mắc mới như sau. Ca bệnh 3023 đến 3030 là các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Tính đến trưa ngày 6 tháng 5, Việt Nam có tổng cộng 1.634 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó, số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 4 đến nay là 64 ca. Trong đó, Hà Nam có 14 ca, Vĩnh Phúc 15 ca, Hà Nội 5 ca, Hưng Yên 2 ca, Đà Nẵng 2 ca, 1 ca ở Quảng Nam, 1 ca ở Yên Bái, Đồng Nai 1 ca, Hải Dương 1 ca và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh là 22 ca. Hiện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh đã được cách ly y tế. Bệnh viện cũng ra thông báo khẩn nêu rõ. Tất cả bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và người dân đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Trung trong thời gian từ ngày 14 tháng 4 năm 2021 đến ngày 4 tháng 5 năm 2021 cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn theo dõi sức khỏe và hỗ trợ y tế. Sở Y tế Thái Bình vừa cho biết, đến thời điểm hiện tại, địa phương này ghi nhận tổng cộng 5 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 nằm rải rác tại một số địa phương trong tỉnh. Huyện Thái Thụy ghi nhận 3 trường hợp, huyện Kiến Sương và huyện Vũ Thư mỗi nơi ghi nhận 1 trường hợp. Tất cả các trường hợp này là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đều liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh. Hiện các ca dương tính đã được đưa đến điều trị cách ly tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Hiện ngành y tế tỉnh Thái Bình đang khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan các ca dương tính này. Đồng thời, để đảm bảo an toàn, tất cả học sinh trong tỉnh được thông báo ở nhà, không tới trường cho đến khi có thông báo mới. Trang thống kê Worldometer cho biết, Ấn Độ trong 24 giờ qua ghi nhận hơn 382.000 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân ở nước này lên tới khoảng 20,6 triệu. Tổng số ca tử vong đang ở mức hơn 226.000, tăng khoảng 3.900 ca. Thủ đô New Delhi vẫn đang thực hiện lệnh phong tỏa thứ 3, sẽ hết hiệu lực vào ngày 10 tháng 5 tới. Ở Đông Nam Á, tình hình dịch tại nhiều nước trong khu vực cũng đã bắt đầu diễn biến tiêu cực. Philippines trong 24 giờ qua ghi nhận tới hơn 5.600 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 ở đây lên hơn 1 triệu. Tổng số trường hợp tử vong cũng tăng 178, lên khoảng 17.800 trường hợp. Theo tờ The Bangkok Post Thái Lan, trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận 15 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong lên 318. Tổng số ca nhiễm cũng tăng gần 2.100, lên gần 75.000 ca. Người phát ngôn Bộ Y tế Thái Lan Runprean Khitpati cho biết, hiện nước này chưa có kế hoạch tiêm vaccine cho người nước ngoài để đảm bảo nguồn cung cho dân bản địa.